Tổng quan về chức năng của trang web DFU, chào mừng bạn đến với tài khoản cá nhân của trang web DFU. Trong sách hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chức năng của nó, Dashboard. Hãy bắt đầu làm quen với trang web từ phần Dashboard. Sau khi mở trang web ra, chúng ta thấy ngay 5 widget. Hãy xem mỗi widget trong số chúng hiển thị những gì. My Split Status chứa 2 widget. Available Split cho biết có bao nhiêu token split hiện có sẵn để rút. Total Payout Split có bao nhiêu token split đã được rút. Split License Status cho biết bạn đã sử dụng bao nhiêu giới hạn giấy phép của mình. Bạn có thể tăng giấy phép và tăng giới hạn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút Increase License. Split License USA chứa một số chỉ số bên trong. Total Split Limit cho biết bạn có thể nhận được bao nhiêu token split theo giấy phép của mình, bao gồm cả các token đã nhận được. Available Limit cho biết bạn có thể nhận được thêm bao nhiêu split token. Use Limit, bạn đã nhận được bao nhiêu token trong toàn bộ thời gian. Global Split Status cho biết có bao nhiêu split token hiện có trên thị trường. Reward Per Split cho biết bạn sẽ nhận được bao nhiêu Antima cho việc nắm giữ một split token tại thời điểm hiện tại. Current Halving Period cho biết có bao nhiêu token Antima hiện đang vào thị trường hàng ngày. Trong phần Next Halving chứa thông tin về việc đợt Halving tiếp theo sẽ diễn ra qua bao nhiêu khối. Cuộn trang xuống dưới, bạn sẽ thấy một widget với các quy tắc Halving, Halving Rules. Chúng tôi xin nhắc rằng số lượng Antima được tung ra thị trường mỗi ngày giảm đi sau mỗi 10 triệu khối. Đến năm 2028, một token Antima sẽ được đưa vào thị trường mỗi ngày. Đó là lý do tại sao nên mua giấy phép càng sớm càng tốt và bắt đầu nhận token Antima mỗi ngày vào ví của bạn. Dưới đây, bạn sẽ thấy các giấy phép và hợp đồng split có sẵn để mua. Trên tab Legendary Promo, bạn sẽ thấy các giấy phép có sẵn trong khuôn khổ của Legendary Promo, một đề xuất đặc biệt khi bắt đầu bán. Bằng cách mua các giấy phép này, bạn sẽ nhận được gấp 4 lần giới hạn mua hợp đồng split và gấp 4 lần token Antima. My License. Chúng ta hãy chuyển sang phần menu tiếp theo, My License. Trên trang này, trong phần License Key, bạn sẽ tìm thấy danh sách các giấy phép đã mua và bạn có thể kích hoạt chúng. Đồng thời trên tab Activation History, bạn có thể tìm thấy thông tin về các khóa kích hoạt đã được sử dụng. Phần License Key chứa các thông tin sau: số order, ngày mua, tên gói, khóa kích hoạt, trị giá order, trạng thái, kích hoạt chưa kích hoạt. Phần Activation History chứa một bảng với các dữ liệu kích hoạt khóa, ngày kích hoạt, khóa kích hoạt, mức giới hạn mua hợp đồng, My Contracts. Hãy chuyển sang phần tiếp theo, My Contracts, hợp đồng của tôi. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các thông tin sau về việc mua các hợp đồng split, số order, ngày mua, tên gói, số lượng split, trị giá order, Smart Wallet. Phần tiếp theo, Smart Wallet. Tại đây bạn có thể tải ví Smart về thiết bị của mình. Payouts. Chúng ta chuyển đến phần Payouts. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin sau về các khoản Payout mà bạn đã thực hiện, ID giao dịch, ngày tháng, địa chỉ ví, trạng thái, Support. Phần cuối cùng của menu là Support. Trong đó, bạn có thể gửi yêu cầu cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn với bạn về trang web DFU. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn luôn có thể gửi chúng cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi.